Thưa quý vị, trong những năm qua, cây giống có giá bán khá cao, thị trường tiêu thụ ổn định, nên thu nhập bình quân từ sản xuất và kinh doanh cây giống cao hơn gần gấp 10 lần so với trồng cây ăn trái. Vì thế, bà con nông dân đã mở rộng diện tích và sản lượng tăng lên hàng năm. Kết theo đó là câu chuyện sản xuất cung vượt cầu, dội hàng ế chợ, nông dân thua lỗ đã và đang xảy ra tại các nông hộ, cơ sở sản xuất cây mít giống hiện nay. Gia đình bà Trần Thị Tư, ngụ tại ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, đã có nhiều năm làm nghề sản xuất và kinh doanh các giống cây ăn trái, trong đó chủ yếu là cây mít. Mấy năm trước đây, giá mít thương phẩm tăng cao, kéo theo giá mít giống tăng lên, nên thu nhập của gia đình bà Tư cũng khấm khá. Năm nay, cơ sở của bà tiếp tục sản xuất trên 200.000 cây mít giống. Để có nguồn cây nguyên liệu, bà Tư đã thuê đất và hợp đồng với nông dân tại Vĩnh Long và Cần Thơ. Theo bà Tư cho biết, để sản xuất một cây mít giống thành phẩm phải tốn chi phí khoảng 10.000 đồng từ cây nguyên liệu, công ghép, công chăm sóc và phân bón. Tuy nhiên năm nay, sau đại dịch Covid-19, giá mít thương phẩm xuống mức rất thấp và không tiêu thụ được do không xuất khẩu được, kéo theo giá cây mít giống xuống chỉ còn khoảng 5.000 đồng một cây. Điều đáng nói là giá thấp nhưng lượng mít giống tiêu thụ rất chậm. Đến nay, gia đình bà Tơ chỉ tiêu thụ khoảng 30% số lượng sản xuất, nhưng với giá rất rẻ, chỉ 2-3.000 đồng một cây. Với giá này, nông dân thua lỗ rất lớn, thậm chí có gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần. Nội mít không mà lỗ 2 tỷ bạc, bây giờ mần vô cái nào cũng lỗ, giờ vừa mần vô, giờ vừa sụt nữa, lỗ nữa. Giờ nên gia đình giờ xây trở hết nổi rồi, chỉ còn nước bán đất bán nhà trả thôi chứ giờ không còn đường nào để xây trở nổi hết trơn. Số còn lại bây giờ họ không có mua nữa, giờ không có dự định làm gì nữa hết trơn, bây giờ là lái không mua nữa. Cùng chung cảnh ngộ với gia đình bà Tư, cơ sở sản xuất mít giống của ông Nguyễn Văn Đèo cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ông Đèo cho biết, hàng năm ông sản xuất trên 20.000 cây. Mấy năm trước, vào thời điểm này, thương lái đã đến mua hết, nhưng năm nay ông chỉ bán với giá từ 2-3.000 đồng một cây, nhưng chưa được 50% số lượng. Số còn lại mình dự định như thế nào? Chắc để đợi đó rồi có thể là như cắt đầu thấp lại hay là bỏ luôn không chừng. Tôi cũng chuyển hướng là giờ tôi ương dừa ha, hoặc làm cái cây gì khác chứ còn đeo cái mít này chắc không thể là tồn tại được. Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách có diện tích sản xuất giống cây ăn trái 321 hectare, chỉ sau xã Vĩnh Thành. Hàng năm, nông dân nơi đây cung ứng cho thị trường khoảng 3 triệu cây giống các loại, đa số là mít, xoài và sầu riêng. Riêng ấp Lân Bắc có 70% số hộ làm nghề sản xuất cây mít giống. Năm nay, hầu hết nông dân gặp nhiều khó khăn do cây giống tiêu thụ chậm và giá bán quá thấp. Cái bà con ở địa phương Lân Bắc chúng tôi thì nói chung bà con năm nay là thua lỗ rất nhiều. Làm ít thì lỗ vài trăm, còn nếu mà những hộ làm lớn làm chừng 100.000 cái lên thì lỗ phải 1 tỷ. Như bản thân tôi thì cũng liên hệ với Đồng Tháp mướn đất làm thì hiện giờ là cứ lứa vậy là 30.000 cây lỗ 200 triệu. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá mít giống xuống quá thấp và không tiêu thụ được, mà nguyên nhân chính là do mít thương phẩm không xuất khẩu được. Nhưng một vấn đề quan trọng khác là nông dân sản xuất tự phát tăng sản lượng lên quá nhiều dẫn đến cung vượt cầu. Chúng ta không nên sản xuất nó theo cái nhu cầu của mình mà phải nhu cầu của thị trường thôi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải đa dạng các cái loại sản phẩm của chúng ta hơn trong một cái vườn, một cái khu sản xuất. Chúng ta không nên tập trung vào một loại cây giống, khi mà cái thị trường nó không tiêu thụ được thì chúng ta phải bị tồn động lại và chúng ta ảnh hưởng đến cái thu nhập của gia đình. Phải có nhà nước hỗ trợ là phải nhúng tay vô và quy hoạch vùng nào sản xuất và sản xuất quy định là mỗi hộ bao nhiêu đăng ký là bao nhiêu sản xuất và mỗi hộ bao nhiêu, mình có hướng nắm được cái số lượng đầu ra, cái hướng đầu ra vậy thì quy định bà con quy hoạch sản xuất cỡ đó thôi, không được vượt cái quy hoạch đó thì cái đầu ra nó mới ổn định được. Nhằm tạo một sức bật mạnh mẽ về định hướng đầu tư và sản xuất cho ngành giống cây trồng, nhanh chóng tạo ra các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất giống và cả người trồng, thì cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết chuỗi các hoạt động như sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, định hướng thị trường, tránh tình cảnh cung vượt cầu.